Trái à? Phải rồi, khói đấy chứ, đừng có sát quá ạ, không không kịp chín ạ, cứ từ từ, đừng gã đi, thằng kia cái gì nhỉ, kiếm còn kia chặt lấy ít cái anh ơi, anh cầm bên này, anh bắt, anh làm vặn bắt bên này. Thằng mẹ, vâng, đấy là gì, nhiều lửa quá, không không được kịp. Nó có than là không được kịp. Ơi, kêu ra một tí. Để lùi ra không cháy. Được. Xa lên. Lùi ra, cứ lùi ra. Bắn cái gì anh hoa lắm. Để em mở cho. Rồi gà để cửa lưu lửa lưu như tụi em. Để than thôi. Khi vào bộ là 2-4 bộ tộc. Thằng địch về ăn bộ tộc. Bốn bộ tộc. Thằng địch về ăn như phá. Bộ tộc cầm kinh. Bộ tộc Ngọc Lạc, bộ tộc thành phố. Đúng rồi. Mấy bộ tộc thành phố lên thăm bộ tộc Ngọc Lạc. Bộ tộc thành phố. Nên nào. Chụp tí mình gom lại nhiều anh ấy, nó mới hay. Mở anh em mình ăn mỗi cá không. Rồi nhá. Ờ, chụp đi. Tôi chê cá bẩn rồi. Ồ, thơm nè. Cắt cái ruột. Ồ, cái ruột chưa được rồi anh ạ. Tí nữa cái này phải nướng lại nha. Cắt, cắt thằng này. Tự rơi vào mầm luôn. Biết số phận rồi. Tạo được cái dây đây rồi. Dây ăn ngon cực. Thì em xử lý. Anh ơi vẫn không được mấy rồi. Cái nào chưa chín là nướng lại. Nướng lại nhá. Bật bia mới. Bật bia mới. Ơi đây. Thử đã. Thằng nào chưa hết hết đi. Quay muối anh đi bỏ cái thuần. Cất đi. Em mới làm kiểu mẫu đi em. Cái đồ đây một sản phẩm mà. Nóng này cho anh cắt này, cắt cho nóng quá anh ơi. Này nhụa lắm rồi đấy. Mẹ nhặt đi là lại, nhặt hơi nhiều rồi đấy. Về gói muối là quan trọng nhất này. Nhau không muối là coi nhau cứt. Thôi. Cắt rồi khớp. Này ăn phải từ từ này. Đi ăn mà vội là ăn chậm thôi. Ăn thật bình tĩnh. À, ăn nhâm nhi. Cắt ra. Cắt vào. Cắt vào khớp vậy.
Châu hành trình rồi. Bên dưới. Bên con gà này vẫn lì nhất năm bên kia kìa. Bắt gà mà chạy qua nhà phải bắt KFC mẹ. Con gà liều nhất năm. Đúng ấy, đúng ấy, đúng ấy. Ông lại có tay anh em ấy. Vào đây. Mẹ được chỗ các bạn như bài. Một phát này. Rồi lấy ăn đã. Ôm mặc mưa. Kéo mưa kệ mẹ mưa nhá. Mưa kệ mẹ mưa đi. Mưa mặc áo mưa. Còn vãi. Cứ ăn tạm đi. Bây giờ chưa thằng nào đâu ăn hết thằng đi, bỏ xuống. Làm một kiểu ôi giời anh ơi kinh quá. Đi mà lấy bớt cái lạ ra không ai em chùi xuống đất này. Đó, em đúng rồi. Tiên người bác lâu lâu ăn tiêu gì. Em lại có hình tráng rồi. Châu cơ. Thằng kia được chưa? Được rồi cháu, cháu tôi hiểu. Chú ơi, chơi. Đấy bọn cháu vui tính không? Đó. Này chúng cháu bị đuổi nhau, kêu. Nhưng mà nói thôi, người điện mạng, cháu người điện mạng đấy là con chó nó giết này, điện mạng à? Phải điện mạng. Giết người phải điện mạng. Chó mà giết gà là chó phải điện mạng. Nhưng mà chú ơi tự nhiên trồn phí ra. Tại sao coi như là tao mất coi như là một nạn nhân này, một con mồi này, một thủ phạm này, không chơi được. Mất chú bọn cháu nên mất đi đâu mà chú. Thậm chí các cháu không hiểu được tính toán đó nhỉ. Nhưng mà biết thế bọn cháu không thể chú vào đây rồi. Thôi đau bụng lắm. Bọn cháu biết chú tính toán đấy nhờ. Đau bụng lắm, đau bụng rồi. Khả năng bọn cháu là không mời chú vào đây uống bia. Sao phải tính toán. Không phải tính toán mà chú thừa thiệt. Không tính toán với chú. Mất tổ vạm này. Tính người đền mạng này con chó nó chết con gà, chết con chó. Để chết con chó, chết con gà rồi thì chết cả hai con à? Chết ba con. Phải chết ba con. Nhân chứng này. Con gà mới là con là nạn nhân đúng không? Nạn nhân. Chứ không phải câu ngồi trong biết ra thủ phạm chứ. Này chủ nhân của thủ phạm. Thế này, ba cháu không hiểu được. Lời nói của nó mà tôi hiểu ngay. Không chơi được, tôi bảo là không được. Lại còn giết mạng đền mạng này. Mệt này, cái vụ này mệt. Tại vì cái thằng giết mạng này. Thằng rất nhiều. Thằng này lắm lý lắm ạ. Thằng này lắm vằn lắm. Lần nữa lời nói con. Bắn đi. Ấy, sao trúng á? Trúng rồi, không trúng thì cái cây đó mà. Mi hâm à? Trúng rồi mà được chơi. Ờ, anh bắn cây đó mà. Cái nó này là cái nó rộ thôi. Không, anh bắn là bắn cây chứ không bắn. Anh chơi lại quả nữa, anh bắn quả nó cho mình xem luôn. Đây á. Cái đen em mà. Ờ cái đen đen, anh nắm cái đen đen luôn nhá. Bắn nó bằng dây đàn nha. Chú cắm đi. Anh cũng bị hiểm. Chú sẽ đứng chui xuống. Anh nhìn nó gớm. Bắn nó. Tin không giờ thằng nó thích bắn coi như là. Cái đen nhá. Cái chòi tao bắn bia. Bắn bia, bắn bia. Ừ, bắn bia. Bắn bia ok. Rồi ok. Thì với chú. Cái đen nhá. Ủa con gà, con gà, con gà, con gà. Không sao đâu, bên trên cái chú anh bắn 20 phần. Được chưa anh ạ? Rồi, 20 phần. Mất chuột. Mất luôn. Mua bia rồi, như là chắc. Mất. Đây, còn mấy thịt, ăn hết đi. Anh ơi, đi xuống cái thịt gà đi.